đây cái gì hết nè, còn bên đây thì có dao gieo mạ rồi nè. Giờ đi lên xe máy rồi đó, đi cái chỗ này sơ sơ không có thấy không có gì. Chỗ này thì có mạng. Gọi là chạm tấu đó hả? Ờ đúng rồi ạ. Bên chỗ này thì gọi điện thoại đâu để tụi em đón ở nè, giờ 6 giờ rưỡi.
Sài Gòn là tấm lá thuốc người dao đỏ thêm thì nước khoáng tự nhiên luôn nha, nước khoáng luôn á, là nóng chứ không phải là nước đun sôi đâu nha, nước khoáng luôn á. Đây có hệ thống nước khoáng dẫn chạy vô đây luôn đó. Bạn mình bên đây, tôi bên đây hay là ngược lại, hoặc tôi bên đây tôi chính hơn, mở cửa nó nhìn thấy chị cười nè, ai vô trước xí trước. Vậy giờ đợi nó đầy xong mình vô ha, hay là sao chị? Cái này là nấm trắng, lá không mình tắm thôi là mình nhảy qua nấm trắng hay sao chị? Em biết tắm biết chưa, giờ không sao được, cũng nhiều ấy. Ok. Cái đồ nó an toàn ha, không có bị gì đâu hình như không sao rồi. Em không biết cái ngày cuối nó có dẫn an tụi em lại chỗ này không thì em tụi em tắm tiếp. Thấy không thích rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đây có đồ móc treo đồ. Ôi trời, mình đi dép vô luôn mới ghê, bị chị chửi. Rồi thôi, chúng tôi hưởng thụ. Đi đường xa quá. Bay 2 ngày xong rồi về nhà được mấy tiếng là đi bay tiếp ra Hà Nội. Đó, ngủ đủ là nhức đầu quá trời. Đây nhà nghỉ Thảo Nguyên. Đó. Nhiều lắm nha. Mình thích cái là hô nước khoáng thiên nhiên, được cái là nước dẫn nước khoáng thiên nhiên vô chứ không phải đun sôi gì hết. Ăn tối bánh giò. Đây là xôi xôi gì? Xôi gì mày quên rồi mày. Xôi gì mà cái nếp nó đập dập da đó. Cốt. Cốm. Bé Lịch đang ăn mì gói. Hello. Mà ngồi ở trên núi mà tâm thần ở đâu á, ngồi nhấn nhót cái gì đó. Rồi đây thêm món này nữa. Bánh bánh rán của Doraemon à. ra. Rồi mấy con làm gì không? Bánh giò mình mua nha, hơi bị nhiều à. Bánh mì, bánh giò. Thôi bỏ vô tủ lạnh mai ăn thôi. Giờ ăn rồi. Đùi bánh rán. Ngày mở ra coi. Không có người bán người đồ giả ro dối. Để trên mâm là cúng dẹp. Rồi gói sẵn là xôi. Coi như mua gói xôi này chỉ giá 50.000. Hồ 25.000 100g. Xôi đàng hoàng ta ăn ta biết mà. Mà còn hư nữa. Ăn đi, nè nếp đàng hoàng. Không dẹp đâu mà dẹp. Nè. Thịt nếp. Chết thiệt. Tắm tắm luôn. Ủa vậy rồi hôm qua nếu mà có bao gồm cái này thì em dùng cái gì đó, cái lá đỏ thì em chỉ trả 50 thôi chứ. Đó, đỉnh thật sự như đây đi sao nổi, 2.6 km thì mà giờ còn đây bây giờ là gần 8 giờ sáng của ngày 2 ngày 3 tháng 4.